À, thưa bác sĩ và nhân cũng nói về tình trạng khàn tiếng mất tiếng thì có lẽ đối tượng đầu tiên và trong câu trả lời vừa rồi thì bác sĩ cũng đề cập rồi đó là đối với những người dẫn chương trình những phát thanh viên như lê thông chẳng hạn thì cái tình trạng mà nói nhiều khản tiếng chắc chắn là không bao giờ tránh khỏi được và đặc biệt thêm vào đó nữa là một số đối tượng nữa mà quý vị cũng có thể thấy dễ dàng trong cuộc sống của mình đó là những người đang làm nghề giáo viên này hay là ca sĩ hay là diễn viên hay là sale đúng không ạ và họ cũng phải sử dụng giọng nói rất là nhiều và rất nhiều lần bị khản tiếng rồi vậy thì trong trường hợp mà bị khản tiếng ạ thì đối với riêng tôi thưa bác sĩ là tôi thường hay áp dụng một cái bài rất là dân gian mà tôi đọc được thôi vâng. đó là mình sẽ uống nước giá đỗ luộc để tạm thời là khắc phục đi vâng. không biết là đối với trong những cái trường hợp mà bị khản tiếng thì chúng ta sử dụng phương pháp đó được không hay là chúng ta còn có thêm những cái phương pháp nào khác có thể hỗ trợ cho việc là điều trị khản tiếng mất tiếng ạ thực ra mà nói là sử dụng giá đỗ luộc để mà điều trị khản tiếng thì tôi nghĩ rằng trong cái việc mà y học của chuyến chúng tôi mà để điều trị một cách đặc hiệu vâng. thì chắc bác sĩ trả bác sĩ nó kê đơn vậy và vâng. chắc định chắc chắn luôn à, thực ra đấy là những cái thực phẩm nếu mà sạch nếu mà giá đỗ sạch nhá, thì nó tốt thôi nhưng mà không có nghĩa là nó có thể đặc trị trong cái trường hợp mà khản tiếng mất tiếng bởi vì trong những trường hợp khản tiếng mất tiếng theo y học cổ truyền thì liên quan đến những vấn đề liên quan đến phế cái sự khai khiếu của phế bị cản trở và như thế vậy thì chúng ta biết là làm thế nào để phục hồi cái chức năng để tuyên phát của phế rồi túc dáng của phế được tốt hơn như vậy thì cái việc mà à, sử dụng các cái thuốc bổ phế rồi nếu mà có trong trường hợp có đờm thì sử dụng các cái thuốc tiêu đờm hoặc là ví dụ như bệnh nhân có những dấu hiệu như dị ứng bệnh nhân ví dụ hít phải cái phấn hoa của một loại phấn hoa hoặc là do thời tiết do lạnh chẳng hạn thì người ta sử dụng các cái thuốc khu phong tán hàn hoặc là do dị ứng một cái loại hoa nào đó thì người ta sử dụng các cái thuốc giải độc giải dị ứng như vậy thì trong cái y học cổ truyền cũng có rất nhiều các cái bài thuốc để hỗ trợ điều trị rất là tốt ví dụ như là trong những trường hợp ngay cả những trường hợp mà ho kéo dài rồi có đờm mà chúng ta đã có viêm nhiễm chúng ta đã sử dụng kháng sinh rồi nhưng mà xét cái đợt kháng sinh rồi mà tình trạng đó vẫn còn thì có thể nói rằng các cái thuốc y tế y học cổ truyền có thể hỗ trợ rất là tốt các cái triệu chứng của trong tình trạng như thế này và tôi nghĩ rằng và là rất là lành tính và cái tình trạng đờm có thể là tiêu đờm đi và giúp cho cái giọng nói của mình trong sáng hơn và sẽ tốt hơn còn về nói về thực phẩm chức năng thì tôi thấy rằng là một trong những cái thực phẩm chức năng mà trên thị trường tôi tôi thấy có những thực phẩm ví dụ như là tiêu khiết thanh chẳng hạn thì những thực phẩm ví dụ như thành phần như từ cao bán biên điên này rồi từ xẻ quạt này rồi thí um, dụ như là từ bột công anh này từ sói rừng này thì bạn biết rằng là đối với Bộ công anh ấy có nằm trong nhóm thuốc thanh nhiệt giải độc nhưng mà cái cao bán biên điên ấy có tác dụng giải độc giải dị ứng cùng với xẻ quạt thì bản, bản thân xẻ quạt nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong điều trị viêm họng tuy nhiên nếu mà bạn sử dụng một cách tự nhiên bạn lấy rẻ quạt về bạn ngậm thì nếu không cẩn thận bạn sẽ bỏng niêm mạc họng tuy nhiên dưới cái dây chuyền công nghệ bào chế dược phẩm hiện đại thì cái tất cả những cái câu chuyện mà khó chịu đó hoàn toàn không còn và tất nhiên là cái sự phối ngũ của cao bán biên liên rẻ quạt bộ công anh rồi sói rừng nó có là có cái dạng cái, cái tác dụng mà làm giảm các cái triệu chứng viêm do đường hô hấp và nó có thể giúp cho cái hỗ trợ điều trị các triệu chứng như là khàn tiếng này những tình trạng mất tiếng này và như vậy thì có thể hỗ trợ rất là tốt vừa có tác dụng tuyên phế và giúp cho À, cái cái tác dụng của trong trong trường hợp như ho rồi viêm họng có thể hỗ trợ rất là tốt. Vâng.